Khi UEFA Euro 2024 bắt đầu lắng xuống với 3 lượt trận của vòng bảng khép lại, lúc đó, những tín đồ ăn bóng đá, ngủ bóng đá mới có dịp nạp năng lượng bằng những giấc ngủ sâu. Nhưng không biết liệu họ có ngủ được hay không khi đã quen với guồng quay của Euro mất rồi, thì vòng 1-8 đã nhanh chóng trở lại rồi đây, với hai cặp đấu không thể bỏ qua. Đội tuyển Thụy Sĩ đánh bại nhà đương kim vô địch Italia một cách thuyết phục, trong khi đó, chủ nhà Đức không hề đơn giản để hạ gục những chú lính chỉ Đan Mạch. Giải đấu đang chứng kiến sự công bằng của bóng đá, khi đội chơi hay hơn ắt sẽ giành chiến thắng. Vậy cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Georgia vào đêm nay, liệu kịch bản ấy sẽ được lặp lại? Khi chúng ta đều cảm nhận được sự chênh lệch giữa tên tuổi và đẳng cấp của hai đội bóng kể trên, nhưng biết đâu được, bóng vẫn chưa lăn cơ mà. Cả hai đội, mặc dù có sự khác biệt lớn về kỳ vọng, đã gây ấn tượng mạnh tại Euro 2024 cho đến nay. Với việc Tây Ban Nha đạt được sự hoàn hảo ở vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối mà không phải nhận bất cứ bàn thua nào, trong khi Georgia lọt vào vòng loại trực tiếp lần đầu tiên trong lịch sử khi giành vị trí thứ 3 với tổng điểm là 4, trong đó có chiến thắng kỳ tích trước Bồ Đào Nha. Kết quả vừa đủ để giúp đoàn quân của huấn luyện viên Willy Sắc Nhồng nằm trong số 4 đội bóng thứ 3 có thành tích tốt nhất cùng với Slovenia, Slovakia và Hà Lan bước tiếp. Tây Ban Nha, đội đã vô địch giải đấu năm 2008 và một lần nữa vào năm 2012, cho đến nay đang có phong độ tuyệt vời ở Đức. La Roja đã khởi động chiến dịch của họ với sự hủy diệt trước Croatia với tỷ số 3-0, trước khi những chiến thắng mong manh hơn trước Ý và Albania để đảm bảo suất đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente. Tây Ban Nha có một đội hình rất tài năng, thể hiện qua sự đa dạng của các cầu thủ ghi bàn, với Dani Carvajal, Alvaro Morata, Fabian Ruiz và Ferran Torres là 4 người đã lập công cho Tây Ban Nha. Ngoài ra, bàn phản lưới nhà của Ricardo Califiori đã tạo nên sự khác biệt giữa đội bóng xứ bò tót và Ý. Đối với Georgia, nhiều người sẽ không đặt niềm tin vào đội bóng này khi biết rằng quốc gia nhỏ bé này mới chỉ có lần đầu tiên tham dự Euro. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi nào không hay, với màn trình diễn tốc độ và lôi cuốn người xem cho trận thua tiếc nuối trước Thổ Nhĩ Kỳ, trận cầu quả cảm trước Cộng hòa Séc và 3 điểm khó tin trước Bồ Đào Nha. Không phải là đội sẽ nhanh chóng rời khỏi giải đấu khi tài năng đặc biệt của ngôi sao Vicha Varasekelia có lẽ là không đủ để giúp họ vượt qua vòng đấu bảng. Thay vào đó, họ có những cầu thủ rất chất lượng. Ở những trận đấu quan trọng, các đội bóng yếu sẽ trông chờ vào những ngôi sao. Sau khi kiến tạo bàn thắng đầu tiên cho Cardona, tiền đạo Mikel Tazze của Metz đã bình tĩnh thực hiện quả phạt đền trong hiệp 2 để đưa đội nhà giành chiến thắng vang dội, và anh đã trực tiếp đóng góp vào cả 4 bàn thắng của Georgia tại Euro 2024. Đấy là những gì cầu thủ đang có phong độ tốt nhất tại Euro 2024 đang làm được, không phải Ronaldo, Harry Kane hay Mbappe, mà phải là Mikel Tazze của Georgia. Sau khi huấn luyện viên Luis de la Fuente cho một số cầu thủ chủ chốt cho trận gặp Albania nghỉ ngơi, đội hình Tây Ban Nha của vị trí lực gia 63 tuổi trông sẽ quen thuộc hơn nhiều vào rạng sáng của ngày thứ hai. Luis de la Fuente đã thực hiện 10 sự thay đổi cho đội hình xuất phát để giành chiến thắng 1-0 trước Albania, qua đó đã giành được vị trí nhất bảng. Nhìn vào đội hình ra sân ngày hôm ấy, chỉ có Aymeric Laporte là không được nghỉ ngơi, khi trung vệ của Anas vẫn quá quan trọng trong chiến thuật của đội. Về nhân sự, tiền vệ Rodri của Manchester City đã trở lại sau khi hết án treo giò và sẽ là nhân tố chủ chốt trong hàng tiền vệ của La Roja cho trận đấu tới. Trung vệ Nacho, người vừa tuyên bố rời Real Madrid, và tiền đạo Azuze Perez của Real Betis đều sẽ cần phải vượt qua bài kiểm tra thể lực sau khi phải ngồi ngoài ở trận đấu trước, nhưng không có lo ngại về chấn thương mới nào được báo cáo. Thể lực có thể là yếu tố quan trọng. Tây Ban Nha đã không chơi với đội hình mạnh nhất trong trận đấu cuối cùng vòng bảng và đã thay đổi tới 10 cầu thủ cho đội hình của mình trước Albania. Ngược lại, Georgia đã bị đẩy đến giới hạn trước Bồ Đào Nha vì phải thắng. Đội bóng của Vicha Varasekelia mới tự định đoạt được số phận của mình ở vòng bảng. Huấn luyện viên Luis La Fuente có đầy đủ đội hình mạnh nhất trước cuộc chạm trán với Georgia. Tuy nhiên, lưu ý đối với La Roja khi hậu vệ phải Dani Carvajal sẽ bỏ lỡ cơ hội thi đấu ở tứ kết nếu bị phải phạt thêm một thẻ nữa trong trận đấu ở vòng 1-8. Mặc dù quá quen thuộc với nước Đức, tuy nhiên, Dani Olmo có lẽ sẽ phải bắt đầu trận đấu với vị trí dự bị. Ngoài ra, Ferran Torres đã gây ấn tượng trong trận đấu thứ 3 của vòng bảng tại Euro 2024 khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha có trọn vẹn 3 điểm. Nhưng cả hai chỉ là phương án 2 dành cho các ngôi sao trẻ như Lamine Yamal hay Nico Williams để hỗ trợ đội trưởng Alvaro Morata ở tuyến trên. Với những thông tin tích cực kể trên, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ ra sân với thủ môn Unai Simon, bộ tứ hàng thủ bao gồm Carvajal, Lenormand, Laporte và Cucurella. Ba vị trí hàng tiền vệ là Pedri, Rodri và Fabian Ruiz. Hàng tiền đạo là bộ ba Yamal, Morata, Williams. Trong khi đó, Georgia sẽ không có sự phục vụ của Anjon Mevlevishvili do án treo giò trong trận đấu với Bồ Đào Nha, nên Georgi Chevastaze của Watford khả năng cao sẽ giữ vai trò ở hàng tiền vệ. Solomon Vickevillia và Georgi Tastavili dự kiến sẽ trở lại hàng phòng ngự 5 người. Với Vichao Gavrasekelia và vua phá lưới Euro 2024, Georges Mikel Tazze dẫn đầu hàng công. Thủ môn Georgi Mamadashvili, người đang chơi cho câu lạc bộ Valencia của Tây Ban Nha từ năm 2021, đã cản phá được ít nhất 16 trong số 17 cú sút gần nhất của các đội bóng ở bảng F tại nước Đức, cho thấy tầm quan trọng của thủ thành 23 tuổi là lớn đến nhường nào. Chắc chắn sau kỳ Euro này, Georgi Mamadashvili sẽ được các đại gia săn đón vì những sự thể hiện của anh chàng này tại Euro 2024 là không thể bàn cãi. Georgia tràn đầy tự tin vì chúng tôi hoàn toàn không có gì để mất, huấn luyện viên Sang Nhông đã nói vào trước trận đấu như vậy.
Đối với tôi, chúng tôi đã vô địch Euro 2024 rồi. Huấn luyện viên người Pháp Willy Sagnon chắc chắn sẽ bố trí đội hình 5-3-2, dẫn đầu là cầu thủ chạy cánh Vicha Varaskelia của Napoli và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Euro 2024 cho đến lúc này, Jorge Mikautadze. Đội hình xuất phát của Georgia vẫn sẽ là sự góp mặt của thủ môn Mamardashvili. Năm hậu vệ bao gồm Tastaivili, Devali, Kashia, Vekelia, Kakabaze. Ba tiền vệ bao gồm có Kochorashvili, Kitevili và Chatvetaze. Trong khi đó, mũi nhọn trên hàng công vẫn là bộ đôi Kvaratskhelia và Mikautadze. Đây sẽ là lần thứ 8 Tây Ban Nha đối đầu với Georgia, như là lần đầu tiên họ gặp nhau tại một giải đấu lớn. La Roja đã thắng 6 trong 7 trận đấu trước đó với đối thủ của mình, tất cả đều diễn ra từ năm 2012. Tại vòng loại, đội bóng xứ sở Bò Tót đã thắng cả 2 trận với tổng tỷ số 10-2, 7-1 trên sân khách, 3-1 trên sân nhà. Nhưng phiên bản của Georgia tại Euro 2024 có thể là một bài kiểm tra nghiêm khắc hơn dành cho Morata cùng các đồng đội. Đội tuyển Tây Ban Nha của Luis de la Fuente phải tiếp cận trận đấu một cách thận trọng vì thành tích gần đây của họ ở vòng loại trực tiếp tại các giải đấu lớn không mấy ấn tượng. Tây Ban Nha đã bị loại ở vòng 16 đội của World Cup 2018 và World Cup 2022, lần lượt thua Nga và Maroc trên chấm phạt đền. Mặc dù họ đã lọt vào bán kết Euro 2020 nhưng cũng thua Ý trên chấm đá luân lưu. Bởi lẽ đó, nếu Georgi Mamardashvili cùng các đồng đội kéo Tây Ban Nha và loạt đấu súng, khi đó điểm yếu lâu năm sẽ bộc lộ dành cho Rodri cùng các đồng đội. Về phía Georgia, họ đã có một giai đoạn vòng bảng hết sức ấn tượng. Chiến thắng 2-0 ở lượt trận cuối cùng trước Bồ Đào Nha giúp đội tuyển nước này làm nên lịch sử khi lọt vào đến vòng 1/8 Euro 2024. Đây là một thành tích đáng tự hào nếu biết rằng Georgia chỉ là mới có lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, cuộc hành trình của Georgia có thể sẽ khép lại ở vòng 1/8 bởi đối thủ của họ là Tây Ban Nha đang quá vượt trội. Đội bóng xứ Bò Tót không chỉ hơn hẳn về chất lượng đội hình, đẳng cấp, phong độ mà còn ở thành tích thi đấu. Trong 5 trận gần nhất gặp nhau, Tây Ban Nha thắng đến 4 lần, ghi đến 17 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 5 lần. Georgia không hề ảo tưởng rằng họ phải vượt qua Tây Ban Nha để giữ cho câu chuyện cổ tích của mình tồn tại ở Euro 2024. Nhưng việc chơi phủ đầu như những gì họ làm trước Bồ Đào Nha dường như là niềm hy vọng duy nhất cho một kỳ tích tại Đức. Tây Ban Nha được đánh giá vượt trội so với đối thủ trên mọi phương diện, từ lực lượng đến chất lượng chơi bóng. Theo nhận định chung của giới chuyên môn, chắc chắn Tây Ban Nha sẽ nắm toàn bộ thế trận trước Georgia và nếu có bàn thắng sớm, đội bóng xứ sở Bò Tót hoàn toàn có thể có trận thắng đậm đà để tiến vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, đội tuyển Georgia cực kỳ giỏi trong việc dụ đối thủ của họ thực hiện tình huống hãm thành nhưng không mang nhiều giá trị về bàn thắng và Tây Ban Nha có thể sẽ rơi vào cái bẫy đó. La Roja đã tung ra 20 cú sút vào khung thành đội tuyển Ý và 16 cú sút về phía Albania trong hai trận đấu gần nhất của họ. Dù gì, 5 bàn thắng ghi được tại vòng bảng, trong đó có pha phản lưới nhà của hậu vệ Italia cũng không phải con số quá vượt trội của hàng công Tây Ban Nha. Vì thế, không thể xem thường những bộ đôi Kvaratskhelia và Mikautadze, những người có khả năng biến Green Energy trở thành sân khấu của riêng mình. Cựu danh thủ Gary Neville, bị lộ viên của Sky Sports cho rằng Tây Ban Nha sẽ thắng trận này, vấn đề chỉ là họ thắng với cách biệt mấy bàn. Theo tôi, nếu Georgia tiếp tục chơi phòng ngự tốt ở như vòng bảng, đội bóng của ông De La Fuente khó thắng đậm.